Loa tép chống cháy nó phải như thế này nhá, nó đẳng cấp khác xa so với những tép tụ cản treo lủng lẳng. Đây là cặp 1 triệu chống cháy 100%. Anh em về test ok thanh toán, hàng bảo hành 1 năm. Siêu tép, tép này có hai cấp độ nhá. Khung gỗ đời mới, phễu 12 x 12, chiều cao 16 phân. Đây là nam châm cao cấp có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đây là tép chống lì cho các loại dàn, các loại loa full nó đứng, loa nằm. Bát 20 đến bát 50. Đấy, dây làm dây sẵn 1 mét rồi, vì anh em đấu với đít loa, đi đâm đi, đi cục đẩy để tăng độ nét gấp 3 lần cho các loại bộ dàn karaoke thoải mái. Những anh em hay bị cháy tép, xịt tép từ những cái loại tép rẻ tiền hoặc những cái tép theo loa mà hay bị cháy tép liên tục, thì anh em liên hệ với kênh của Lưu Bắc Cạn, chuyên loa tép chống cháy, hàng nam châm cao cấp, tăng độ nét gấp 3 lần so với tép thông thường, vì đây nó là nam châm cao cấp, nam châm đắt nhá. Đây là 1 triệu một đôi, bao ship, dùng các loại âm ly, đẩy điện vang, cục đẩy từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò, ship hàng toàn quốc, hàng cực đẹp. Test ok để thanh toán, hàng bảo hành 1 năm. Số điện thoại 0973 533 269. Nó chỉ nét hơn gấp đôi thôi, gấp 3 lần luôn. Đấy. Nam châm xịn thì nó sẽ nét chắc chắc rồi. Côn 3.5, nam châm cao cấp chống cháy 100%. Hôm nay mình làm một cái video chi tiết để cho anh em tham khảo nhá. Anh em muốn nét, muốn xịn thì liên hệ với kênh mình, chuyên nam châm xịn, chuyên chất âm VIP, 1 triệu một cặp, bao ship, test ok để thanh toán. Có hai cấp độ, siêu tép, tép về chỉ việc dùng thôi, đấu và đít loa, đĩa đâm ly, đít cục đẩy mà thưởng thức âm thanh thôi. Ok nha.